Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại đến channel của mình nha. Hôm nay là mình sẽ chơi một cái trò chơi cũng là cái bóng các bạn. Chơi trước cái bóng nha các bạn. Nói chung là mình coi tên cái kênh YouTube là God gì ta? Gossip TV. Gossip TV nha các bạn. Là nó chơi cái bóng đấy là hiện lên nắm cái dao đâm nha các bạn. Mà bữa nay mình chơi thử nó có không? Có hiện tượng không? Sáng đó mình giải mã coi thử cái bóng có thật không, chơi cái bóng có thật không nha các bạn. Rồi, bắt đầu mình sẽ chơi nha các bạn. Hello các bạn, bây giờ mình sẽ chơi cái trò chơi này nha các bạn, coi thử nó có hiện tượng gì giống như những giống cái kênh YouTube đó không nha các bạn. Mình chơi ở đây là có một câu, cái câu đọc ở gì, cái câu thần chú của mà anh đọc. Mình sẽ chơi nha các bạn, đọc trong vòng 3 lần hay 4 lần gì đấy, xong bắt đầu ra những dấu hiệu đất tây hay gì đó nha các bạn. Shadow come to play hit me. 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 Bây giờ mình sẽ ra dấu hiệu nha các bạn. Đất tây. Bộ tây. Yêu. Tí nữa mà nó có hiện tượng như vậy tắt cái pin nha. Gì đó rồi, để mình đọc lại nha các bạn. Shadow come to play hit me. 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 Chung chưa thấy hiện tượng gì hết các bạn. Gì đâu trời. Mọi người. Chim. Đây là một chim đẹp. Giờ mình sẽ đọc lại lần thứ ba nha các bạn, chưa thấy tường gì cả. Shadow come to play hit me. 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 Nói chung bây giờ mình hết biết cái kiểu gì mà đỡ mà ấy rồi các bạn. Mình chơi nãy giờ mà sao cũng không có hiện tượng hả các bạn. Mình cũng hiểu sao, mình cũng đọc đúng cái câu ảnh đọc mà sao chả thấy hiện tượng gì cả. Nói chung giờ mình chơi một lần cuối nữa thôi nha các bạn. Nãy giờ chơi cũng hơi nhiều rồi. Mình sẽ đọc lần cuối nha các bạn. Shadow come to play hit me. 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 Mình cũng hoạt động tay bình thường, chả có dấu hiệu gì mà đã đứng hình. Shadow come to play hit me. Shadow come to play hit me. Shadow come to play hit me. Shadow come to play hit me.
Shadow come to play with me. Shadow come to play with me. Mua quạt. Shadow come to play with me. Chứ mình nghĩ là cái trò chơi cái này anh chỉ là anh cắt ghép hay là ấy gì thôi các bạn, không có hiện tượng gì hết các bạn. Nope. Shadow come to play with me. Rồi mình đứng im, mình đứng thử khoảng 3-4 giây, 1 phút thử coi thử nó có đứng hay không. Shadow come to play with me. Shadow come to play with me. Nói chung là mình chơi nãy giờ cái hiện tượng này không có gì cả nha các bạn. Nói chung anh chơi cũng giống như mình thôi. Mình chơi cũng giống như anh, nhưng mà anh chơi thì có hiện tượng mà mình chơi không có các bạn ạ. Chắc mình nghĩ là ảnh giờ biên tập video gì đó, ảnh ấy cắt ghép hay gì đó mình cũng không biết. Còn riêng mình là mình chơi không có đó. Nếu có nó để rồi thì nói chung là cũng phi các bạn. Đi gì ngủ thôi. Nếu các bạn thấy clip của mình hay thì hãy đỡ là một like, một share để ủng hộ kênh của mình nha. Bây giờ thì bye, chào tạm biệt các bạn.